Một công trình được thiết kế một cách tình cảm, hài hòa, thân thiện với thiên nhiên nằm trên khu đất ngang 30m, dài 70m. Thiết kế đan xen giữa thiên nhiên, hồ nước, làm cho vi khí hậu của căn nhà trở nên thoải mái, sinh ra gió tự nhiên. Khói nhà nằm ngang để tận dụng view cảnh quanh sân trước và sau. Mặt bằng kết nối với hình khối, sao cho cảnh quan có thể len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà, để không khí luôn được đối lưu, tận dụng ánh sáng tự nhiên sao cho để người ở trong nhà luôn được hít thở không khí trong lành và ngắm được cảnh quan thiên nhiên ở mọi nơi. Hình khối hiện đại, kết hợp với mái truyền thống cách tân, phong cách này của kiến trúc SAH làm cho căn nhà thêm vẻ cuốn hút, độc đáo. Luôn là như vậy, bàn tay của người kiến trúc sư làm cho công trình kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, hồ nước trở nên hài hòa với nhau một cách thơ mộng. Có thể nói thiết kế là nghệ thuật, mà kiến trúc sư là một nghệ nhân cần cù. Tỷ lệ giữa kiến trúc, cảnh quan, việc kết hợp cây xanh hồ nước là một bầu trời nghệ thuật mà khó có kiến trúc sư nào có thể làm được như thế, huống gì là người không có chuyên môn. Hồ cá cảnh quan lớn ở giữa là khu vực trung tâm lấy view, tạo vi khí hậu cho khu vực khách bếp và phòng ngủ, làm cho các không gian đều có hai view tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên cảnh quan. Vẫn là phong cách thiết kế không gian mở, kiểu nghỉ dưỡng thường thấy của kiến trúc SAH, nó làm tăng độ thoáng, tăng độ rộng rãi của các không gian. Bên cạnh đó, nó còn đem thiên nhiên vào nhà, thực sự là resort tại gia. Chúng tôi luôn muốn chủ nhà có được không gian thoải mái nhất để tận hưởng cuộc sống. Cảnh đẹp của căn nhà do kiến trúc sư Nguyễn Đức Chất luôn có sự đơn giản, mộc mạc nhưng sinh ra một sức hút lạ kỳ, như một bức tranh thể hiện sống động trong môi trường 3D. Hình khối thiết kế này, ngoài việc tạo liên kết với không gian, cảnh quan tự nhiên, mà còn tạo ra sự vững chãi độc đáo cho căn nhà. Sự tinh gọn, đơn giản nhưng được chăm chút tỉ mỉ, tạo ra một không gian cảnh quan thoáng đãng, tinh tế, làm cho người ta muốn hòa mình vào và nằm nghỉ ngơi ngay dưới cảnh vật này. Thật sự mà nói, sự đơn giản nhưng tinh tế và đẹp thì khó hơn rất nhiều và hạn chế sự lỗi thời hơn việc bạn vẽ cầu kỳ và trang trí nhiều thứ. Hồ bơi rộng bố trí có khu vực sàn gỗ và BBQ ngoài trời, phục vụ các buổi tiệc nướng của chủ nhà, bạn bè, người thân vào mỗi buổi chiều. Vì thế sẽ lãng phí căn nhà, nếu như nghĩ rằng thuê thiết kế là phí tiền, bạn đang thuê một kiến trúc sư tài hoa làm việc cho bạn đấy. Các khu vực cảnh quan phụ bên cạnh các phòng ngủ cũng được chăm chút bởi tiểu cảnh cây xanh nhiệt đới. Khu vực sân sau được thiết kế để lấy view cho khối phòng ngủ và còn có khu tập thể dục ngoài trời vào vui chơi cho các bé. Một cảnh quan đậm chất Việt Nam. Kiến trúc SAH luôn đặt mình vào người sử dụng để thiết kế nên những công trình tối ưu nhất. Tiếp theo, sự mềm mại của cảnh quan ngoại thất. Giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá phần nội thất cũng không kém phần hấp dẫn của căn nhà này. Mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về bố cục của công trình.
Phần này là 3D tour, nên chúng ta sẽ vào vai một người trực tiếp tham quan trong công trình để có cái nhìn thực tế và trực quan hơn nhé. Đầu tiên là phòng khách mọi người nhé. Phòng khách, phòng thờ và bếp liên thông tạo ra một khu liên hợp không gian cực kỳ thoáng với ba diện mở, tiếp xúc với thiên nhiên. Từ phòng khách, bếp có thể ngắm trọn view hồ bơi và cả view hồ cá, thật là một bố trí tối ưu tuyệt vời. Phòng thờ bố trí thoáng và đồng nhà, gần khu vực cửa vào để người thân tiện ghé thăm. Nội thất căn nhà được thiết kế tông sáng, nhấn bằng nội thất gỗ tối màu, làm cho không gian rộng rãi và có chiều sâu hơn. Nội thất hài hòa, không gian rộng rãi, thoáng đãng và mát mẻ. Tiếp theo là khu vực bếp ăn. Bếp được thiết kế mở hai chiều, phong cách hiện đại lấy nhiều ánh sáng tự nhiên, đặc biệt vẫn có thể ngắm cảnh khi nấu ăn. Khi ăn và tiếp khách có thể chiêu chiêu, ngắm cảnh và gió tự nhiên lùa vào, ôi tưởng tượng thôi cũng sung sướng rồi. Tiếp theo sẽ là khu vực hồ cá, cảnh quan chung. Các không gian được liên kết đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả với nhau. Bước qua khu vực hồ cá, tiếp cận từ phòng khách là phòng ngủ master. Phòng ngủ master đặc biệt có hai view hồ cá hai bên và có cửa rộng để mở không gian ra ngoài phía sau. Tiếp theo là phòng thay đồ của phòng ngủ master. Tiếp giáp với phòng thay đồ sẽ là phòng vệ sinh master với đầy đủ công năng. Đặc biệt không gian không sợ thiếu ánh sáng và đảm bảo thông gió tự nhiên.
Từ phòng khách, có thể đi ra khu vực cảnh quan hồ bơi và sàn gỗ BBQ. Khu vực vệ sinh chung nằm sau khu bếp. Tiếp theo sẽ là phòng ngủ 1, có vệ sinh riêng. Phòng ngủ này có thể tiếp cận được khu vực hồ bơi phía đằng trước nhà. Nằm ở phòng ngủ này để ngắm cảnh thì còn gì bằng. Phòng vệ sinh riêng của phòng ngủ này cũng được thiết kế hợp lý. Tủ lavabo kết hợp gương, có hộc tường vòi sen và cửa sổ thông thoáng. Bên cạnh hồ cá sẽ là phòng ngủ 2. Không gian mở ra đằng sau để ngắm vườn nhiệt đới, bố trí đầy đủ tivi và tủ đồ. Phòng ngủ này vẫn có phòng vệ sinh riêng tiện nghi. Hành lang đi thôi mà cũng đẹp quá. Tiếp theo là khu vực giặt và sân phơi kế bên ra đằng sau. Công năng quá hợp lý khi phòng ngủ giúp việc nằm cạnh khu vực giặt phơi. Gia chủ thật tuyệt vời khi cho phòng ngủ giúp việc cũng có vệ sinh riêng và bố trí tivi, tủ đồ đầy đủ. Phía trên một tí sẽ là phòng ngủ số 3. Tất cả các phòng ngủ của nhà này đều có vệ sinh riêng và có view thoáng, cũng như cửa mở rộng. Đẳng cấp là những gì có thể nói đối với nội thất của căn nhà này.
Tiếp theo là phòng ngủ 4, thiết kế đối xứng với phòng ngủ 3. Còn ở khu vực phía trên là phòng ngủ master đã được giới thiệu trước rồi nha mọi người. Mong rằng qua tour thực tế ở này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách bố trí của căn nhà và có một số ý tưởng cho căn nhà tương lai của mình. Nhanh tay liên hệ với SAH để có được thiết kế ưng ý nhất nhé.